Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng anh chị bạn quay trở lại Phú Việt ô tô cũ nha. Trong buổi chiều hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu xe cực kỳ là bền bỉ, tiết kiệm, giá cũng rất hợp lý cho anh chị bạn mua về mình đăng ký dịch vụ nha. Chạy cục Grab rất ok luôn. Với chiếc này thì tầm tài chính chỉ có lên quanh 200 triệu một tí thôi. Anh em có thể được có ngay một chiếc xe mà bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng đẹp, mua về đăng ký cục Grab rất ok anh em nha. À, chiếc này hiện tại bên em đang chào bán mức giá chỉ có là 265 triệu đồng. Có ngay một mẫu Hyundai i10, sản xuất đời cũng khá là cao, 2017 anh em nhé. À, sơn xi màu xanh thì, sơn này thì lâu lâu bên em mới có một chiếc thôi. Đa số là màu bạc và màu trắng anh chị. À, và dòng này thì về thì bên em cũng được khách hàng ủng hộ rất là nhiều. À, quý khách đã mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình rất là nhiều trong thời gian vừa qua nha. Về chiếc này thì bên em bao rút hồ sơ, có hỗ trợ bấm biển ra tên trên chiếc bản luôn. Sơn xi màu xanh. Anh em nào mà hợp cái phong thủy màu nước sơn này thì có thể lấy về. À, cũng khá đẹp, khá bóng nha. Hai chỗ đèn trước anh chị xem. Đây, hai chỗ đèn trước này. Đây, rất là sáng luôn. Form 2017 thì lên form mới rồi anh chị. Đây. 2017 là lên form mới, nó khác cái phần là cản là chắn gió trước nha. Và cái đuôi đèn phía sau. À, form này thì nó sẽ đẹp hơn và nhìn nó nói chung là nhìn nó thiết kế đẹp hơn cái form cũ 2016. Chiếc này thì được phía chủ trước người ta lên cũng khá nhiều đồ như phin nhiệt này, rồi về chắn mưa, đấy, có lên đầy đủ hết rồi, có dán rồi. Xe này thì anh em mua về sẵn đi thôi. Cái phần la răng thì cũng được giữ nguyên bản của nó, được sơn đen rồi. Lốp gai còn tương đối thôi chị, lốp gai còn tương đối nha. Với tầm tài chính mà 265 củ anh em có thể sở hữu ngay một mẫu i10 2017 rất là đẹp thế này. Xe này thì bên em cam kết cho anh em là xe keo chỉ zin nhá, chưa có bị cắn đục, không ngập nước, có bảo hành cho chiếc bản từ 3 tháng trở lên nhá. Rồi về phần nội thất của xe thì anh em cũng thấy đây, nội thất này. Cái phần trần thì còn giữ nguyên cái trần nhị nguyên bản này, có ghế bọc da đầy đủ hết rồi. Những cái phần túp ly còn khá đẹp anh chị nhá. Phần túp ly anh chị. Đây, keo chỉ này. Đó, cái phần này keo chỉ bên em xe này thì cam kết cho anh Việt là các bạn là xe keo chỉ nguyên bản nguyên zin nhá. Đây, phần keo chỉ của cánh cửa trước nha. Đây, những nút bấm này thì vẫn còn hoạt động bình thường nha anh chị. Vẫn hoạt động bình thường, không có hư hóc hỏng hoạt gì. Dòng này thì cực kỳ rất là bền. Đó, bền về phần máy móc cũng như là cái linh kiện sửa chữa rất là thấp, chi phí vận hành thấp, tiết kiệm nhiên liệu, nó tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp cho anh em nhá. Đây, ghế bọc da hết rồi này. Vô lăng còn rất là đẹp, cụ số này. Xe này chạy ô đo có gần 80.000 thôi anh em, 80.000 nhá. Đấy, còn những con ốc ác còn nguyên hết này. Đây, logo của tem của hãng này. Đấy. Rất là đẹp. Với tầm tiền chỉ có là 265 triệu đồng thôi anh em nhá. Có ngay một mẫu xe mà anh em có thể là mua về chạy cuộc Grab gia đình rất là nhân lấy lại vốn. Đặc biệt là anh em nào mà đang có nhu cầu mua về chạy dịch vụ thì chiếc này cũng rất là hợp lý nha. Màu xanh khá đẹp. Về phần khoang cốp sau thì anh em xem khoang cốp phía sau này. Đấy, khá rộng để mình chứa đồ. Đây, lốp xe cua thì phía dưới này. Đấy, còn lốp xe cua đầy đủ hết nha. Đấy, lốp xe cua con này đủ hết nha. Đấy, khá rộng rãi. Đấy, cái lốp cốp sau này. Rồi cái phần khoang máy trước thì em sẽ nổ máy chi tiết cho anh em tham khảo cái phần khoang máy nha. Đây, khóa thì lên khóa khiển thông minh rồi nè. Đấy, điều kiện từ xa. Đây, ô đo này đúng 75.000 nha. Xe này thì chưa lên màn hình. Đấy, đăng kiểm đến tháng 11/2022. Này, củ số còn rất đẹp. Này, vô lăng này nè. Này, vô lăng này. Đấy, máy thì rất là êm ái nha. Đây, những cái phần cửa lên xuống này, phin nhiệt được chủ trước cũng dán đầy đủ hết rồi. Đấy. Đấy, máy thì cực kỳ êm ái. Khoang máy thật đẹp. Xe này thì những con ốc này đang còn nguyên hết chị nhá, ốc ác còn nguyên này, chưa có dấu hiệu bản tháo gì. Máy thì cực kỳ êm rồi. Đấy, phần nắp capo này anh em xem. Đấy, nắp capo này.
động cơ 1.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc này để tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp anh em nhé. Đây, cái phần cốp sau em sẽ đóng lại và em sẽ đi một vòng cho anh em tham quan nhé. Trời, ngoài trời nó hơi đổ mưa rồi nè, rất là nhẹ nhàng. Đây anh em xem, chạy cực kỳ là êm nhá. Đấy, ngoài trời thì đang mưa thì em sẽ test một vòng cho anh em tham quan nhé. Máy thì cực kỳ là giọt rồi, 120 thì cũng rất là khá mạnh máy nhá. Đối với dòng i10 này thì máy thì 4 máy. Đấy, cực kỳ tiết kiệm. Đó, thì anh em nào quan tâm mẫu i10 2017 này thì alo trực tiếp cho em Việt nhá. Giá thần chỉ có là 265 củ thôi. Có ngay một mẫu xe để về phục vụ gia đình rồi chạy dịch vụ rất ok, rất hợp lý anh em nhá. Và anh chị bạn khi xem được video thì nhớ ủng hộ cho em Việt một nút đăng ký, một nút like để em có động lực cập nhật báo giá thường xuyên những mẫu xe có mặt tại cửa hàng bên em. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.